Trong bóng đá, việc ghi được bàn thắng có thể nói là không có gì vui bằng đối với mỗi cầu thủ. Chính vì thế, khi mà pha lập công của mình bị người khác cướp đi, họ dĩ nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bực tức, dù lý do vô tình hay hữu ý. Và sau đây, cùng xem lại những tình huống cầu thủ bị đồng đội cướp trắng bàn thắng. Ở trận Tupi gặp America Mineiro hồi 2017, tiền đạo Flavio Cacarato đã cướp bàn thắng của đồng đội trong một tình huống hy hữu. Lừa qua thủ môn của Mineiro, Zaza ngừng bóng lại vài giây, quay lưng về khung thành như đã sẵn sàng thực hiện kiểu ghi bàn bằng cú đánh gót. Nhưng Flavio Cacarato đã chạy đến và đưa bóng vào lưới. Cacarato sau đó chạy nhanh về sân nhà, ăn mừng, phấn khích như vừa tạo ra siêu phẩm. Trong khi đó, Zaza bị sốc, anh không hiểu vì sao Cacarato làm như vậy. Trong cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hồi 2010, phút 36, Cristiano Ronaldo đột phá, anh ngoặt bóng trong vòng cấm, loại bỏ Gerard Piqué. Và trước sự truy cản của Xabi Alonso và Carles Puyol, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn bình tĩnh lốp bóng qua đầu Iker Casillas. Khi mà tất cả đều tưởng đây là một siêu phẩm, thì Nani bất ngờ xuất hiện và thực hiện pha đá nối dù chắc chắn bóng sẽ đi vào lưới. Nhưng đáng chú ý hơn, Nani lại dứt điểm ở tư thế việt vị và khiến cho bàn thắng không được công nhận. Chẳng cần phải nói, Ronaldo đã tỏ ra rất giận và thể hiện điều đó ngay trên sân. Anh thậm chí còn tháo cả băng đội trưởng ra rồi ném xuống đất. Một lần khác, ngôi sao Bồ Đào Nha lại bị đồng đội cướp bàn thắng. Bàn mở tỷ số ở trận Juventus thắng Lokomotiv Moscow 2-1 đáng ra thuộc về Ronaldo khi mà pha sút phạt của anh lọt qua hai chân thủ môn đối phương. Tuy nhiên khi bóng đã qua gần hết vạch vôi, Ramsey lao vào đá bồi và bàn thắng được tính cho tiền vệ người xứ Wales. Nếu Ronaldo lập công, đó sẽ là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa với cựu tiền đạo Real, vì khi ấy CR7 chưa ghi được bàn nào từ đá phạt trực tiếp cho Juventus. Ngôi sao Bồ Đào Nha tỏ ra tức giận khi bị thay ra vào cuối trận, và vài người cho rằng phản ứng của Ronaldo là do bị cướp bàn thắng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Ronaldo cũng đã từng khiến không ít đồng đội bị mất bàn thắng. Trong khoảng thời gian khoác áo Real Madrid, ngôi sao sinh năm 1985 chỉ vì hăng hái quá nên đã khiến Gonzalo Higuain và Gareth Bale mất đi bàn thắng 10-10. Cụ thể trong trận đấu của Real Madrid với Osasuna năm 2012, Gonzalo Higuain đối mặt thủ môn và quyết định rê bóng qua chướng ngại cuối cùng rồi tung ra cú dứt điểm. Ý đồ của tiền đạo Argentina đã thành công bước đầu, trước mặt anh chỉ còn khung thành trống. Nhưng từ cánh trái, Ronaldo lao vào tranh dứt điểm với người đồng đội, khiến Higuain ngã và không có cơ hội sút bóng. Gareth Bale cũng rất tiếc nuối khi không thể có bàn thắng ở phút 72. Nhận đường truyền từ Benzema, tiền đạo xứ Wales có pha dứt điểm trong tư thế thoải mái trước khung thành trống. Tuy nhiên bóng lại vô tình đập trúng vào người Ronaldo bật ra ngoài khung thành. Ở tình huống này, cũng thật khó trách Ronaldo vì anh không cố ý. Chưa hết, trong màu áo Juventus, Ronaldo cũng đã khiến Dybala mất toi siêu phẩm vào lưới Young Boys ở vòng bảng Champions League mùa 2018-2019. Đó là tình huống vào phút 90+3 của trận đấu giữa Young Boys và Juventus. Khi CR7 cùng đồng đội bị dẫn 2-1, Dybala đã có cú volley cực đẹp tung lưới đội chủ nhà. Tiền đạo Argentina nhanh chóng chạy đi ăn mừng sau pha làm bàn tuyệt đẹp này. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phớt cờ báo Ronaldo rơi vào thế việt vị dù CR7 không chạm bóng và không công nhận bàn thắng của Dybala. Ronaldo cùng các cầu thủ Juve chạy ra phản ứng dữ dội nhưng mà quyết định không được thay đổi. Pha quay chậm cho thấy Ronaldo cố tình nhảy lên để chạm đầu vào bóng nhưng không thành công. Và chiếu theo luật, tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn được tính là có tham gia tình huống bóng. Vì thế quyết định thổi phạt việt vị của trọng tài và không công nhận bàn thắng cho Juve là hoàn toàn chính xác. Một lần khác, CR7 lại trở thành hậu vệ bất đắc dĩ của đội khách trong tình huống dứt điểm đến từ Paulo Dybala trong trận đấu trước Sassuolo. Bản thân thủ thành Stefano Turati của Sassuolo đã bị che mắt bởi phía trước anh còn có vài đồng đội cộng thêm Ronaldo. Hẳn Turati phải cảm ơn Ronaldo ở pha bóng này, bởi tuy thủ quân Bồ Đào Nha biết rằng Dybala xoay người như thế là sẽ dứt điểm về góc xa, nhưng anh lại không né kịp. Hay ở vòng loại Euro 2020, siêu sao người Bồ cũng bị chỉ trích vì cướp bàn thắng của đồng đội. Cụ thể, Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đệm bóng cận thành trong hiệp 2 của trận đấu với Luxembourg. Tuy nhiên, CR7 lại bị chỉ trích thậm tệ vì bàn thắng này. Các cổ động viên cho rằng cựu sao MU đã cướp bàn thắng mà đáng lẽ ra thuộc về tiền đạo Diogo Jota. Gần đây nhất là lần Ronaldo cướp bàn thắng của Bruno Fernandes trong trận đấu của Bồ Đào Nha trước tuyển Uruguay tại World Cup 2022. Ngôi sao người Bồ chạy như bay đánh đầu sau quả tạt của Bruno Fernandes trong trận gặp Uruguay. Quả bóng chui vào lưới và trong khi Ronaldo điên cuồng ăn mừng thì bản điện tử báo tin Bruno mới là tác giả của bàn thắng. FIFA sau đó đã đưa ra thông báo sau khi có xác nhận từ hãng sản xuất quả bóng chính thức cho World Cup 2022, khẳng định các cảm biến gắn trong quả bóng với công nghệ kết nối không nhận được bất cứ ngoại lực nào từ pha nhảy lên đánh đầu của Cristiano Ronaldo từ quả tạt của Bruno Fernandes.
Đây chắc chắn là pha bóng đáng chú ý nhất vào tháng 4 năm 2019. Tiền vệ Nkunku của PSG thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương và trái bóng chuẩn bị đi vào lưới, nhưng Choupo-Moting lại bất ngờ chặn bóng trước vạch vôi khung thành bỏ trống và cướp đi bàn thắng của cả đội. Các cầu thủ PSG tỏ ra đều ngỡ ngàng khi mà đội nhà không có bàn thắng trong tình huống này. Theo dõi từ ngoài đường biên, Kylian Mbappe tỏ vẻ kinh ngạc. Một tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra trên sân cỏ nước Đức khi mà một cầu thủ dứt điểm trúng cột dọc trước khi tiếp tục cản phá cú sút bồi của đồng đội. Nhân vật chính có tên là Manuel Zanzer. Cụ thể, từ một đường căng ngang chính xác của đồng đội bên phía cánh phải, Zanzer băng vào dứt điểm khi mà chỉ cách khung thành trống chưa đầy 2m. Đáng tiếc, cú sút cận thành của anh lại dội trúng cột. Ngay sau đó, đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội ghi bàn khi mà bóng dội ra và người đồng đội khoác áo số 8 của Zanzer là Stefan Fuchsner ập đến tung ra cú sút bồi trong tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, may mắn tiếp tục không đứng về phía đội bóng áo vàng. Tiền vệ số 22 sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn chưa kịp đứng dậy đã bất đắc dĩ trở thành cầu thủ cản phá cơ hội ghi bàn 10-10 của chính đồng đội mình. Đường bóng của Fuchsner đã găm thẳng vào đầu Zanzer mà không bay vào lưới trong sự tiếc nuối của cả hai chân sút. Ở phút 44 trong trận đấu giữa Petrolero và Táchira tại bảng A giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ, thủ môn Varela phát bóng mạnh trong vòng cấm đội nhà, bóng đi với lực rất mạnh và bổng. Cả hậu vệ lẫn thủ môn cũng phán đoán sai và để bóng từ từ chuẩn bị đi vào mảnh lưới trống. Nhưng mà khi bóng sắp lăn qua vạch vôi, đồng đội của anh, tiền đạo Anthony Uribe lại bất ngờ lao nhanh từ dưới lên và chạm nhẹ vào bóng. Tất nhiên vì toàn bộ quả bóng chưa trôi qua hẳn vạch vôi nên bàn thắng được tính cho Uribe. Còn Varela dù góp công lớn nhất nhưng mà chỉ nhận về một đường kiến tạo. Đây đích thị là một pha ăn hôi cực kỳ lộ liễu khi mà dù Uribe có bỏ bóng thì chắc chắn Táchira vẫn có bàn thắng mở tỷ số. Sau khi cướp cắn bàn thắng của đồng đội, Uribe vẫn ăn mừng với một nụ cười toe toét mà không hề cảm thấy xấu hổ. Trong khi đó, Varela có thái độ đầy tức giận. Vừa rồi là những pha cướp bàn thắng của đồng đội, có tình huống vô tình nhưng mà cũng có tình huống là cố ý. Bạn nghĩ như thế nào về những tình huống ấy? Để lại bình luận bên dưới nha. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới.